bắt rắn ở suối kia là bọn nó biết là con rắn nó sẽ nhảy xuống suối đó, nó đi soi cá. Ba thằng nó ở trên bờ, mỗi mình ở dưới suối đó, bọn nó đậu quá nó kêu xuống nước. Rồi mình lao đi bộ. Thank you.
Thank you.
cầu đấy không? Cái tội người. Đâu là anh chú giả viên nhé, để gọi ông Lê bà Lê ông Lê tới cái cầu đó. Thank you.